tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Vàng trong nước được cập nhật vào lúc 18 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2021 như sau. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,95 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNC được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,97 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBC được niêm yết với giá là 56,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2021 tiếp tục tăng sau khi dữ liệu lạm phát ảm đạm của Mỹ được công bố. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay. Sau khi dữ liệu lạm phát ảm đạm của Mỹ được làm dịu các cuộc đặt cược và việc thắt chặt chính sách tiền tệ sớm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay không đổi đang đứng ở mức 1.781 USD trên một ounce. Và giá vàng giao tháng 8 lại tăng 0,28% lên 1.781,7 USD trên một ounce. Vàng tăng trong phiên giao dịch vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát ảm đạm của Mỹ được làm soi dịu đặt cược vào việc thắt chặt chính sách tiền tệ sớm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Suki Cooper, nhà phân tích cũng nhận định đã được hưởng lợi từ mức lạm phát thấp hơn dự kiến khi những lo ngại về việc phát sớm thắt chặt biện pháp kích thích kinh tế được nới lỏng. 1.770 USD là mức hỗ trợ trong ngắn hạn với mức kháng cự tại đường trung bình động 100 ngày. Dữ liệu trước đó cho thấy chỉ số tiêu dùng cá nhân thước đo lạm phát của Fed thấp hơn kỳ vọng trong tháng 5. Dữ liệu cũng ảnh hưởng đến đồng USD, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ ghi nhận 91,797 điểm. Nhà phân tích cấp cao tại Kitco cũng cho biết thị trường đang có cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng lạm phát, làm dịu đi những dự đoán trước đó rằng lạm phát sẽ nhanh chóng trở thành vấn đề hơn. Giá vàng giảm mạnh vào tuần trước sau khi Fed dự kiến tăng lãi suất vào năm 2023, dẫn đến hoạt động bán tháo vàng của giới đầu tư. Giá đã ổn định kể từ đó với các tín hiệu trái chiều của Fed. Trên thị trường kim loại khác, giá bạch kim tăng 0,9% lên 1.102 USD trên một ounce. Trong khi đó, giá palladium lại ổn định ở mức 2.640 USD trên một ounce. Giá bạc tăng 0,7% lên 26,12 USD trên một ounce. Dự báo giá vàng vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 chờ đợi tín hiệu từ dữ liệu kinh tế của Mỹ. Cuối phiên giao dịch vào ngày hôm nay xuất hiện tín hiệu phục hồi so với mức giảm ở đầu phiên. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trở lại khi giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày. Đây cũng sẽ là một yếu tố ảnh hưởng tới xu hướng của giá vàng trong phiên giao dịch vào ngày mai. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.